Với người Ba Na ở vùng đất Bắc Tây Nguyên, nghi lễ cúng thần linh đóng một vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa. Ở đó, cồng chiêng luôn hiện diện xuyên suốt trong mọi nghi lễ như là cách để cộng đồng thể hiện lòng biết ơn đối với thần linh, cầu mong mưa thuận gió hòa, cầu mong sức khỏe, bình an để mọi người, mọi nhà được mạnh khỏe, để mùa màng được bội thu. Trong các nghi lễ này, lễ cúng lúa mới là nghi lễ quan trọng nhất. Hồi xưa là tới ngày là gặt lúa là mừng lớn nhất, tức là phải cả dân làng phải đóng góp cả tinh thần và vật chất để là ngày vui, để dân cúng thần linh, để ban tặng cho lúa gạo nhiều hơn. Thông qua các chương trình hội diễn được địa phương tổ chức hàng năm, các đội nghệ nhân của các xã, phường trên địa bàn thành phố Kon Tum đều nhiệt tình hưởng ứng. Với họ, đây là cơ hội để thể hiện sự phong phú, nét độc đáo của cộng đồng mình và còn là nơi để bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đó. Chính vì thế, sự tiếp nối giữa các thế hệ luôn được gìn giữ với mong muốn chúng sẽ trường tồn với thời gian. Văn hóa truyền thống thì cái này từ khi mà em còn bé rồi, được tham gia từ nhỏ rồi nên cái bộ môn này thì em rất là thích và rất là mong muốn là được giới thiệu với các bạn khác để họ biết về văn hóa của mình nhiều hơn. Bảo tồn các hồi xưa là ông cụ hồi xưa nó để lại cho mình. Mình xong là mình biết mình để lại các cháu, các mấy đứa em để là giữ là truyền thống các dân tộc, không mất nét đẹp của người dân tộc thiểu số. Thành phố Kon Tum hiện có 60 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Ở đó văn hóa cồng chiêng, xoang được các thế hệ đồng bào lưu giữ, trao truyền từ đời này sang đời khác. Gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Qua đó tăng sự đoàn kết, hiểu biết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc và xa hơn là để thúc đẩy hoạt động du lịch, tạo cơ hội mời gọi đầu tư, phát triển kinh tế, văn hóa của địa phương bằng các hội thi, hội diễn đang được địa phương chú trọng.